Hôm nay, ngày 18 tháng 3 năm 2017 Thứ bảy, tuần thứ hai mùa chay Thích sách tiên tri Mika Lạy Chúa, với cây trượng của Chúa Xin chăn dắt dân Chúa Chăn dắt những con chiên thuộc quyền sở hữu của Chúa Sống lẻ loi trong rừng Ở giữa núi Các tất cả được chăn dắt ở Ba Sang và Galaad như ngày xưa. Như ngày ra khỏi Ai Cập, xin tỏ cho chúng con thấy những việc lạ lùng. Có Chúa nào giống như Chúa là đấng dẹp tan mọi bất công và tha thứ mọi tội lỗi của kẻ sống sót thuộc về Chúa? Chúa không khư khư giữ mãi cơn thịnh nộ của mình, vì Chúa ưa thích lòng từ bi chúa còn thương xót chúng tôi còn dày đạp những bất công của chúng tôi dưới chân chúa và ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển chúa ban cho Gia jacob biết sự trung thành của chúa và cho abraham biết lòng từ bi mà chúa đã thề hứa với tổ phụ chúng tôi từ ngàn xưa đó là lời chúa tạ ơn Chúa. Chúa là đơn từ bi và hay thương xót. Linh hồn tôi ơi hay chúc tùng Chúa. Toàn thể con người tôi hay chúc tôn thánh danh người. Linh hồn tôi ơi hay chúc tùng Chúa. Và chưa kha quên mọi ân huệ của người. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót. Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi và chưa ngươi khỏi mọi tật nguyện. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân. Người đổi đầu ngươi bằng mão từ bi ân sung. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót. Người không chấp tranh triệt đề Cũng không đời đời dư thế cam hờn Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tôi Mà không trả đua điều an trái chúng tôi Chúa là đơn từ bi và hay thương xót, Cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất Lòng nhân người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kinh sợ người. Cũng như từ đông sang tây xa vời vơi, Người đã nêm tôi lôi xa khỏi chúng tôi. Chúa là đơn từ bi và hay thương xót. Đây là lúc thuận tiên, đây là ngày cứu đô tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca lạy Chúa vinh danh Chúa khi ấy những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng thấy vậy những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng. Bây giờ người phán bảo họ vũ ngôn này. Người kia có hai con trai. Đứa em đến thưa cha rằng, Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình, chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền của khi nó tiêu hết tiền của thì gặp nạn đói lớn trong miền nó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu nó vào giúp việc cho một người trong miền người này sai nó ra đồng chăn heo nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng nhưng cũng không ai cho Bây giờ nó mới hồi tâm lại và tự nhủ, biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thương người rằng, lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha vậy nó ra đi và trở về với cha nó khi nó còn ở đàng xa cha nó chợt trông thấy liền động lòng thương ông chạy lại ôm tròn lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu người con trai lúc đó thưa rằng lại cha con đã lỗi phạm đến trời và đến cha con không đáng được gọi là con cha nữa nhưng người cha bảo các đầy tớ Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bé béo làm thịt để chúng ta ăn mừng. Vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. tên đầy tớ nói, đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê bé béo vì thấy cậu ấy trở về mạnh khỏe. anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. cha anh ra xin anh vào nhưng anh trả lời chắc coi đã bao nhiêu năm con hầu hạ cha không hề trái lệnh cha một điều nào mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn còn thằng con của cha kia sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm nay trở về thì cha lại sai làm thịt con bé béo ăn mừng nó nhưng người cha bảo hỡi con con luôn ở với cha và mọi sự của cha đều là của con nhưng phải ăn tiệc và vui mừng vì em con đã chết nay sống lại đã mất nay lại tìm thấy Đô là lời chúa lại chúa kitô ngợi khen chúa xứ điệp niềm vui trở về không phải chỉ là của kẻ quyết tâm sám hối ăn năn nhưng đó là niềm vui chung của mọi người niềm vui của cả thiên đàng chú cha vui mừng đón nhận con cái trở về cầu nguyện lạy chúa người con hoang đàn trên đường trở về nhà cha triểu nặng ưu tư lo lắng tâm hồn anh xao xuyến nhưng vẫn dũng cảm đến gặp cha mình nhưng tất cả ưu tư xao xuyến kia đã bị xóa sạch vì cha yêu thương hơn anh tưởng tình thương luôn mang lại nhiều bất ngờ lạy chúa cũng như người con thứ kia, có lúc con đã tự tạo cho mình những ngày vui tươi, hạnh phúc theo cách nghĩ riêng của con. Nhưng cuối cùng con cảm nhận những niềm vui và hạnh phúc đó thật bèo bọt, phủ phàng. Vì thế hôm nay con muốn dứt khoát, quyết tâm trở về nhà cha. Lệ Chúa đường trở về nhà cha tràn đầy niềm vui, vì là con đường duy nhất có thể cứu sống con biết điều đó nhưng vẫn còn nhiều trở ngại ngăn cản con. Cũng như người con thứ kia, có lúc con đã tự tạo cho mình những ngày vui tươi, hạnh phúc, theo cách nghĩ riêng của con. Nhưng cuối cùng, con cảm nhận những niềm vui và hạnh phúc đó thật bèo bọt, phủ vàng. Vì thế, hôm nay con muốn dứt khoát, quyết tâm trở về nhà cha. Lạy Chúa, đường trở về nhà cha tràn đầy niềm vui, vì là con đường duy nhất có thể cứu sống. Con biết điều đó nhưng vẫn còn nhiều trở ngại ngăn cản con. Cũng như người con thứ, con tưởng mình không được đón tiếp mà chỉ mong được cư xử như người làm thuê. Nhưng không, Chúa đón nhận con hơn cả người cha trong vụ ngôn. Hôm nay không phải người giúp việc mặc áo mới cho con, sỏ nhẫn, sỏ giày cho con, nhưng chính Chúa làm cho con điều ấy. Tình thương Chúa luôn chờ đợi con trở về và đổ mới cuộc đời con. Niềm vui của con trước hết bắt đầu từ nơi Chúa và đó là niềm vui chung của cả gia đình, của cả nước trời. Xin cho con biết tin vào tình yêu Chúa và xin nâng đỡ lòng quyết tâm của con. Lạy Chúa, khởi điểm của lòng sám hối là nhận biết mình yếu đuối, tội lỗi xin chúa soi sáng để con nhận ra con người thật của mình với bao lầm lỗi khuyết điểm và giúp con can đảm đứng dậy trở về với chúa amen trích cầu nguyện với chúa mỗi ngày đất thánh một giáo sứ miền quê nọ đã được thành lập từ lâu nhưng chưa có được một ngôi nhà thờ xây cất hẳn hoi giáo dân lại nằm rải rác trong hai ngôi làng sát cạnh nhau Khát vọng duy nhất của giáo dân là được có nơi thờ phượng đàng hoàng. Với sự hăng say bộc phát của những người nông dân, mọi người đã quảng đại đáp lại lời kêu gọi của các chức sắc trong giáo xứ. Kẻ góp tiền, người cho vật dụng. Thế nhưng vấn đề cơ bản vẫn là đâu là địa điểm xứng hợp nhất để xây các nhà thờ. Người trong làng này thì muốn ngồi nhà thờ tỏa lạc trong làng của mình. Người bên làng kia thì lại muốn ngôi nhà thờ được xây cất gần bên chỗ mình ở Thế là hai bên cứ tranh luận không bên nào muốn nhường bên nào Tiền đã có sẵn, vật dụng cũng đã đầy đủ Nhưng không biết phải đặt viên đá đầu tiên bên làng nào Giữa lúc vấn đề địa điểm chưa ngã ngủ Thì một vấn đề lớn lại xảy ra Một nạn hạn hán trầm trọng đe dọa dân chúng trong cả hai làng Thế là người ta chỉ còn nghĩ đến việc chống hạn hán hơn là xây cất nhà thờ. Nhưng sức người có hạn, việc dẫn thủy nhập điền không đạt được chỉ tiêu. Năm đó, toàn dân trong hai làng đều phải chịu cảnh đói khát. Sống bên cạnh nhau cho nên mặc dù ngăn cách về hành chính, dân hai làng vẫn coi nhau như bà con ruột thịt. Có hai gia đình nông dân nọ rất mực thương nhau và tương trợ nhau một người bên làng này luôn nghĩ đến cảnh đói khổ mà người bạn bên làng bên kia đang phải chịu thế là một đêm nọ anh đã phân chia phần lúa thóc thu hoạch được trong vụ mùa vừa qua và lặng lẽ phát lên vai để mang qua cứu trợ người bạn của làng bên cạnh trong khi đó thì người bạn bên làng bên cạnh cũng có một ý nghĩ tương tự anh cũng hành động y như người bạn của mình cũng chính đêm hôm đó anh đã xớt bớt phần lúa của mình để mang qua biếu người bạn ở làng kế bên. Giữa đêm tối không hẹn hò, hai người bạn đã gặp nhau trong cùng một ý nghĩ và hành động. Không cần một lời giải thích, không cần một lời chào hỏi, hai người đã hiểu nhau. Họ bỏ bao lúa xuống đất và ôm chầm lấy nhau. Điểm gặp gỡ của tình bạn, của tình thương thân, thương ái của tình liên đới của chia sẻ ấy đã được giáo dân của hai ngôi làng gọi là đắc thánh và không cần phải mất nhiều thủ tục để giải quyết họ đã đồng thanh chọn địa điểm ấy làm nơi xây cất nhà thờ nhà thờ là nơi hẹn hò hẹn hò với thiên chúa hẹn hò với con người không ai đến nhà thờ mà không tìm được sức mạnh từ chính chúa sự an ủi đỡ năng từ những người anh em của mình do đó nhà thờ phải là điểm đến của mọi nẻo đường nhà thờ không phải là nơi hộ tụ của mọi xây dựng nhà thờ là giải đáp của mọi tranh luận người ta không thể xây dựng những ngôi nghề thờ nguy nga tráng lệ mà lại làm ngơ trước những người đang dậy chết bên cạnh người ta không thể nhắm mắt đi đến nhà thờ trong khi bên lề đường có bao nhiêu kẻ lê lết trong đói khổ phải chăng nhà thờ chỉ có thể xây dựng ngay chính trên đất thánh của chia sẻ, của sang sớt, của tình liên đới mà thôi. Phải chăng việc đi đến nhà thờ cũng chỉ có ý nghĩa khi nó là điểm đến, là biểu trưng của chính những viên gạch bác ái mà người ta không ngừng xây dựng trong cuộc sống hàng ngày. Bài trích sách lẽ sống